cũng trong ngày 22 tháng 10 2021, đảng ủy xã Vĩnh Tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đến dự có đồng chí Huỳnh Chí Oanh, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Châu Đốc. Đảng ủy xã Vĩnh Tế có 183 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Trong những năm qua, ban thường vụ đảng ủy xã Vĩnh Tế đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, lãnh đạo chỉ đạo triển khai tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng vững mạnh, chất lượng hiệu quả công việc nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy đảng đã tổ chức thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của điều lệ đảng về tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ lãnh đạo tập thể cá nhân phụ trách nâng cao năng lực lãnh đạo, cải tiến nội dung và mở rộng dân chủ trong sinh hoạt. Trong đó, đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương tư khóa 11, khóa 12, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị được coi trọng. 100% cán bộ đảng viên đang công tác và sinh hoạt tham gia học tập nghiêm túc nghị quyết của đảng các đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ ấp đạt tỷ lệ 100%. Hàng năm, công tác phát triển đảng viên mới đều đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra, từ năm 2010 đến nay đã phát triển được 86 đảng viên, công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng được tăng cường, số lượng chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát đều được nâng lên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát 24 tổ chức đảng trực thuộc, 47 cá nhân thuộc diện ban thường vụ đảng ủy quản lý. Việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cấp ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các tiêu chí theo quy định. Qua đánh giá hàng năm, 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ. 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 20% cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc tăng cường công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ xã Dĩnh Tế đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Dịp này, ban thường vụ Đảng ủy xã Dĩnh Tế đã khen thưởng cho hai tập thể bốn cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên